mến chào tất cả các anh chị nha cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của em ạ à. hôm nay shop của em là gã một bé búp về với cần thơ nha anh chị bên anh ở bên cần thơ thì có chọn một bé búp rất là đáng yêu luôn thì bên em đang chuẩn bị gửi xe về cho anh và anh có nhắn lại là anh đã nhận được bé rồi ạ à. bé về với nhà mới thì rất là hiếu động luôn à, xin cảm ơn anh trai rất là nhiều các anh chị nào mà yêu thích thì liên hệ với em ngay nha em xin cảm ơn ạ à.